Rồi chào quý anh chị em nha. Hôm nay mình có cái xả một số cá bảy màu, túi Dumbo Dumbo quét tem mà hàng thủy sinh nha anh chị em, 5k một con nha. Đó thì hôm nay mình sẽ bán lần 20 cặp chỉ 200.000 thôi, nghĩa là 5k một con. Một cặp 10.000 bán một cặp nha các bạn, chứ thôi bán một con trống không nha. Trống thì đẹp gì nè anh chị em. Thấy không? Cái này nó lai lủng lai chưa? Dumbo hủy sinh thì 10k một cặp nha chị em, cái này cũng vậy luôn nha. Đó, Dumbo á là mình á là cái dãy lớp dãy tôi ra đi ôm đuôi thì đỏ, mấy kia là cái hủy sinh thôi, cũng là được Dumbo ra nữa. Đó, chung là 5k một con, nhưng mà bán một cặp nha, một cặp là một trống một mái là 10k, nhưng mà combo của nó là 20 cặp là 200k nha chị em. Anh em nhanh chân nha, tầm mình còn đâu tầm 40 cặp thôi à. Đó, cái hy sinh thôi, chú ý anh em về á là mình thả vô cái hồ nhà mình có hồ sen cho mình gì nè, mày thấy hồ sen của mình không? Đó, đó mình thả cá gì nè, đó em thả vô đó, xong rồi có mình á thì mua mình á thì mình có tặng gông với bèo cho anh chị em luôn nha, màu đó, đó mình có tặng gông bèo cho anh chị em luôn. Không thấy chưa ta? Ok thấy nè, tặng gông bèo nha, tặng gông bèo cho anh chị em về thả cái hồ, xong mình bỏ gông bèo vô mình chơi rất đẹp luôn. Em mỗi lần 20 cặp đi thả cho cái hồ bự gì đó anh em chơi luôn, nhìn ngắm đã lắm. Nói chung là anh em mà tập chơi nên chơi cái này trước nha, chơi được thì mình chơi với cá thần chủng mắt đỏ mắt đen gì đó cho dễ nha. Cờ thì cờ là combo là 20 cặp là 200k nha anh chị em, nhanh chân nha. Đó, đây là cá hy sinh nha, về mình thả cái hồ thì rất là đẹp luôn, đó, nó đủ màu sắc chân luôn. Rồi còn một cặp là 10k nha chị em, combo 20 cặp là 200k nha. Này là combo quét tem anh chị em thấy không? Rồi cái này là 10k một cặp nha anh chị em, 10k một cặp nha. Combo là 10 cặp, có 20 cặp là 200k nha anh chị em. Đó, đây mình xa hơn tí nè. Rồi anh chị em nhanh chân chốt luôn nha. Như này mình xả cá, chị em bắt hết cho mình luôn nha. 20 cặp 200. Có combo gip bông nha, combo gip bông thì 40k một cặp, rất là đẹp luôn, để nữa mình quay sau nha. Cái này là 20 cặp 200 nha anh chị em. Rồi chờ quay em thấy luôn ta. Đó. 20 cặp 200. Anh chị em nhanh chân nha, mình còn đó 40 cặp ha. Mình anh chị em bắt chân là mình xả mấy cá này, mà tại vì cá nào cũng mình bán 1 tỷ á. Bán hết rồi cá này thì mình bỏ lại thì cá nó, giá nó sẽ rẻ hơn cho anh chị em chơi ha. Nó thì 20 cặp 200. Đó, anh chị em về thả cái hồ sen, hồ kính, hồ nó bỏ hồ cũng được. Rất là đẹp luôn, hồ kiến thì để nó gì là đỏ như nè. Đó, anh em thấy không? Đó, anh chị em là thích nồi Dumbo quýt bông á thì 40k một cặp nha, 5 cặp 200 rất là đẹp luôn, dày luôn đó. Rồi nhắc lại là combo là 20 cặp 200, bạn hết luôn xả hết luôn chị em ơi. Anh chị em nhanh chân nha, rồi nhớ để lại một like và đăng ký kênh cho Thắng nha, để mà khi nào Thắng có ra cá mới thì các bạn có thể xem và tham khảo giá ha, để mình mua về mình chơi các bạn đó, ủng hộ với Thắng nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha.